Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop Lan Hương và shop Tuấn Hương nhé. Chưa về chi thì ngã. Hôm nay thì em tiếp tục lên báo giá mọi người một lô giày thể thao hàng hiệu mới nhé mọi người nhé. Hôm nay thì đầu like sẽ lại lên tiếp tục cho mọi người một đôi giày hiệu của thương hiệu Gucci ạ. Mọi người mua hàng nhà em chốt đơn thì inbox cho em qua số Zalo trên màn hình là 0987785608 mọi người nhé. Và mọi người mua hàng thì sẽ chuyển khoản 100.000. Nhận hàng thì mình sẽ thanh toán nốt cái phần còn lại mọi người nhé. Và đến với cả một đôi đầu tiên, một đôi đến từ thương hiệu Gucci. Đôi này thì có size là 42 nhá. Đôi này thì là hàng vừa mới lấy về xong, vừa đánh size đánh số. Đế thì hơi mòn với cả hơi bẩn một chút thôi, mọi người về chỉ cần xử lý qua là được nhá. Đôi này thì có size là 42. Đôi này giày mới giá bán trên thị trường hiện tại nhá, là đang bán với giá 26 27 triệu mọi người nhá. Đôi này thì có mã là G2, size 42. Đôi này thì bán cho mọi người với giá là 2 triệu rưỡi. Đôi này độ mới nó rơi tầm khoảng hơn 90%, tầm 92 93% gì đấy nhá mọi người nhá. 92 93% gì đấy. Lót ở bên trong phần lưỡi gà thì có in size số nhá mọi người nhá. Đây. Ở bên này bên lót bên trong thì hơi bẩn một xíu mọi người nhá. Đây, phun ra Gucci Made in Italy nhá mọi người nhá. Lót đây giờ hàng này là hàng chính hãng ạ. Và lót thì mọi người nhìn thấy này, nguyên bản hết nhá. Và số seri của giày nó nằm ở đây mọi người nhá. Thông số seri của giày nó nằm ở đây. Và đôi này thì là giày chính hãng ạ. Giá bán trên thị trường đang bán 26 hay 7 triệu, em bán cho mọi người với giá là 2 triệu rưỡi thôi. Đôi này thì hôm trước có lên rồi và size 40, 41 thì đều hết cả. Bây giờ là còn có duy nhất một đôi size 42 nhá mọi người nhá. Và mọi người nhìn để phân biệt hàng fake với cả hàng chính hãng nhá. Đây, hai đôi. Đôi này thì là hàng Quảng Châu nhá mọi người nhá. Hàng này là hàng layout. Đấy, nó cũng kiểu... fake lại Gucci thôi. Em mẫu này em để đây để cho mọi người so sánh để phân biệt hàng ao và hàng fake thôi. Thứ nhất là mình nhìn về màu sắc nhá, là đã khác nhau rồi. Cái bên này nó sẽ đậm hơn. Đường kim mũi chỉ may ở đây nó sẽ đẹp hơn và không bao giờ có chỉ thừa mọi người nhá. Đấy, và da giết các thứ của nó rất là chắc chắn. Bên trong của nó thì là đều là lót lông nhá, siêu ấm và siêu dày. Siêu ấm và siêu dày mọi người nhá. Đấy, và màu sắc thì nó cũng khác nhau. Nói chung là hàng xịn thì đi vào chân là biết mọi người ạ. Chỉ cần gọi là đi vào chân thôi là biết rồi. Thứ nhất nó êm chân, thứ hai nữa là nó rất là ôm form mọi người nhá. Đôi này bán cho mọi người 2 triệu rưỡi. Mã G2 size 42 bán 2 triệu rưỡi ạ. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi của Alexander McQueen. Giày mới nhá, giá bán trên thị trường hiện tại đang bán với giá là 15 đến 17 triệu. Đôi này thì giày form này cả nam cả nữ đều đi được. Nhưng mà em nghĩ form này nữ đi xe ok hơn. Bởi vì là ở đây nó có những cái màu sắc ở cái phần gọi là như là nhờ mọi người thắt cái dây giày ấy. Đấy, cái màu ở đây là nó, em nghĩ là màu các chị mà là con gái đi nó sẽ phù hợp hơn. Con trai đi thì nó sẽ hơi điệu mọi người nhá. Mã G3 size 39. Đôi này bán cho mọi người với giá là 1 triệu 150. Đôi này thì giày rất là mới nhá. Độ mới rơi tầm khoảng hơn 90%. Tiếp theo em lên cho mọi người một đôi đến từ thương hiệu Puma nhá. Puma. Đôi này có mã là 04 ạ. 04. Size là 42. Mã 04 size 42. Đôi này đang bán cho mọi người với giá là 400 ạ. Đôi này thì có sơn lại một tí ở cái phần bên trên này. Cái phần trắng trắng ấy mọi người. Hiệu này là Puma. Đôi này thì có sơn lại một chút nha mọi người nhá. Mã 04 size 42 size A70. Lúc đầu em bán là 600, 700. Em ghi ở đây là 700 nhưng mà em mới sửa là 400 bởi vì là nó sơn lại rồi. Đấy. Sơn lại rồi thành ra là bán cho mọi người giá tốt thôi. Chứ còn đôi này đi thì rất là đẹp nhá mọi người nhá. Sơn lại thì không ảnh hưởng gì đâu, trông nó khá là mới luôn mọi người. Còn đôi này thì cũng không khổ keo hay gì cả. Tiếp theo em lên cho mọi người một đôi đến từ thương hiệu New Balance nhá. Có mã H15. Đế rất mới, siêu siêu nhẹ, size 39. Đôi này bán cho mọi người với giá là 400. Tiếp theo một đôi Fila.
Đôi này thì dáng thể thao mọi người nha. Đôi này có mã là H1 size 40. Đôi này thì bán cho mọi người với giá là 400 thôi, 400 ạ. Đôi này thì siêu nhẹ, mã H7 size 42, chiều dài size là 270. Đôi này thì bán cho mọi người với giá là 550 ạ. 550 đôi này. Tiếp theo một đôi Nike Run, dòng Nike Flex nhá mọi người nhá. Mã H9 size 41 ạ. Đôi này bán cho mọi người với giá là 400, chiều dài size là 260 mọi người nhá. 26 sen ạ. 26 sen. Toàn những đôi đẹp và những đôi mới mọi người nhá. Toàn những đôi siêu đẹp, siêu mới. Tiếp theo một đôi đến từ thương hiệu Reebok ạ. Đôi này mã H13, size 40.5, chiều dài size là 260. Bán cho mọi người đôi này với giá là 450 ạ. 450. Non marking, dòng hiệu của Reebok ạ. Đôi này ra lộn hết nha mọi người nhá. Tiếp theo lên sale cho mọi người mấy chiếc kính. Kính này thì hôm trước lên mã rồi nhưng mà vẫn bán mã nào hết rồi thì em sẽ báo hết rồi nhá. Còn những chiếc nào mà em lên ý, thì là những cái mã đấy nó vẫn còn từ đợt trước. Đấy, thành ra hôm nay em xả lốt cho mọi người. Anh nào ở lại sang sale kính thì xem video này của em. Tiếp theo nhá, lên cho mọi người một chiếc kính này. Có mã là K40. K40. Kính này thì của thương hiệu là AO nhá mọi người nhá. Kính này thì là American Official, dòng kính này là của Mỹ, hiệu của Mỹ mọi người nhá. Kính mắt hình oval, màu xanh trà mọi người nhá. Mạ vàng, gọng kính thì đều là 14K, thông số kính nằm ở bên này. Đây, American Official USA style mọi người nhá. Kính này thì hiện tại em đang bán với giá là 450, còn một chiếc kính hôm nay trên live sale cho mọi người với giá là 350 nhá. Giảm cho mọi người với giá là giảm cho mọi người 100. Đấy, em còn 3 chiếc kính của đợt cũ. Đấy. Tiếp theo em lên cho mọi người chiếc kính thứ hai đến từ thương hiệu Gucci, mã K30, hiệu Gucci. Kính mắt thì hình chữ nhật nhá, màu vàng trà. Kính mắt rất là đẹp luôn. Chống tia UV nhá mọi người nhá. Kính mắt rất trong, chống tia UV. Made in Italy nhá. Thông số kính nằm bên này, mọi người nhìn thấy rõ không ạ? Và kính này thì em đang bán với giá là 500. Hôm nay trên live sale cho mọi người với chiếc kính này với giá là 350 nhá. 350. Xả nốt cho nó gọn để em nghỉ Tết mọi người nhá. 350. 500 sale còn 350 ạ, mã K30. Tiếp theo em lên cho mọi người chiếc kính thứ ba, chiếc kính có mã là K39. K39 nhá. Kính này thì cũng là của hiệu Gucci mọi người nha. K39 hiệu Gucci. Kính này thì màu vàng trà giống như cái kính vừa nãy. Hai chiếc kính là một nhá mọi người nhá. Em còn hai mẫu này. Đấy. Mẫu này có mã là K39 ạ. K39. Cũng sale cho mọi người với giá là 350 ạ. Mã K39 sale 250. K39, K40 nhá. Và K30 mọi người nhá. Đều sale đồng giá là 350 một chiếc kính ạ. Mọi người mua kính nhà em thì chụp ảnh mẫu nào ưng thì chốt đơn chụp ảnh cho em nhé. Tiếp theo nhé, một đôi đến từ thương hiệu Nike, mã H19 size 38 năm nhé. Nike
Đôi này thì size 385 bán cho mọi người với giá là 400. Cái đấy nó thiết kế rất là hay nhá mọi người. Có sự đàn hồi ở đây, đi rất là êm. Ở bên trong là cao su non. Chiều dài size là 24.5 mọi người nhá, 24.5. Tiếp theo hôm nay siêu nhẹ. Nay chạy bộ siêu nhẹ. Đôi này thì có mã là L17, size 40, chiều dài size là 255. Đôi này bán cho mọi người với giá là 450. 450, nice siêu nhẹ. Tiếp theo. Một đôi Nike Retreat nhá, đế bằng, mã H12, size 42.5, chiều dài size là 270, đôi này bán cho mọi người với giá là 450. 450. Đây, lót bên trong vẫn nguyên bản của Nike Retreat nhá mọi người nhá. Đôi này thì mặc với dòng quần bò đều rất là đẹp nhá, 450 đôi này. Theo một đôi Fila. Đôi này phun ra màu kem mọi người nhá, màu kem. Đôi này có mã H14 nhá, size 40, chiều dài size là 250. 250 260 để em xem. 250 nhá, bán cho mọi người đôi này với giá là 600, phun ra hết. Đôi này độ mới khá cao mọi người nhá. 600. Tiếp theo, một đôi Nike. Đôi này mã H16, size 40.5. Đôi này bán cho mọi người với giá là 450 nhá. 450 ra lộn. 450. Rất mất mới. Tiếp theo, một đôi của thương hiệu Cross nhá mọi người ơi. Cross thì nổi tiếng với cả Z rồi. Đây, hôm nay em lên cho mọi người chiếc dép đến từ thương hiệu Cross nhá. Ở trên này thì bằng vải, đế thì siêu êm. Đây là đế bệt nhá mọi người, mã L21, size 40, chiều dài size là 255. Bán cho mọi người 450. 255. Tiếp theo là đôi Acid. Acid là của Nhật nhá, nhãn hiệu là của Nhật ạ. Hiệu của Nhật. Đôi này mã H8 size 40.5 nhá. H8 size 40.5. Đây. Đôi này thì bán cũng 450 cho mọi người ạ. Hiệu Acid. Tiếp theo lên sale cho mọi người hai chiếc mũ nhá. Hai chiếc mũ mọi người ạ. Em còn một chiếc mũ đến từ thương hiệu Gucci và một chiếc mũ này nữa. Nói chung là hai mẫu đều là của Gucci. Mũ này thì là phun da mọi người nhá. Có mã là mũ 2 đang bán 450. Đây. Hàng thì là đầy đủ tem mác, đầy đủ hết mọi người nhá. Made in Italy. Và hàng này thì là 450. Hôm nay sale cho mọi người với giá là 350 mọi người nhá. 350 một chiếc nón. Bác nào ở Sài Gòn hay Hà Nội ấy, thì không thể bỏ lỡ đâu, bởi vì là đi đội mũ này mình đi đâu cũng được. Thứ hai nữa là mã M11 nhá. Mũ 11 ạ. Đây, cũng easy, có tem mác các thứ đầy đủ, mấy hàng made in Italy nhá. Và mũ này thì cũng 400, sale cho mọi người 350 chiếc mũ này ạ. 400 sale 350 của thương hiệu Gucci. Em có hai chiếc của Gucci hai màu. Mọi người lấy mã nào thì chốt đơn, xong chụp ảnh gửi cho em nhá. Đấy, còn có mỗi hai chiếc mũ thôi mọi người nhá. Mũ chưa vào hè đâu nhưng mà đã cháy rồi mọi người ạ. Chưa gì đã cháy, hàng không có hàng rồi. Tại vì mùa này thì mũ nó hơi mũ đợt này bây giờ người ta bắt đầu mới nhập về ấy, mọi người. Thành ra là nó chưa có nhiều.
Thi thoảng mới có thôi mọi người ạ. Thi thoảng mới dính được một vài chiếc mũ. Đôi này size là size 395 nhá mọi người nhá. Mã L25, size 395. 395 chứ không phải 40 đâu ạ. 395. Đôi này thì chiều dài size là 26 cm. Đôi này thì bán cho mọi người với giá là 400 nhá. Hiệu Acid của Nhật nhá. Giày của Nhật. Đôi này đi thích lắm mọi người. Mã H5 size 40.5 nha. Đôi này bán cho mọi người 500. Đế bệt ạ. Nine. Tiếp theo, một đôi đến từ thương hiệu Colomen. Mã là L2 size 42.5, chiều dài size là 275 nhá mọi người nhá, 27.5. Đôi này thì bán cho mọi người với giá là 400 thôi, hiệu là Colomahan, giày của Hàn ạ, size 42.5. 42.5 43 mọi người nhá. Ok. Một đôi Fila phun ra mọi người nhá. Tí lại rơi mất cái máy quay. Một đôi Fila phun ra. Đôi này thì có mã H3 size 42. Đôi này chiều dài size là 270 mọi người nhá. Bán cho mọi người 500. Rất mới nhá mọi người nhá. Mọi người tích cực săn và mua sắm đi, bởi vì là shipper sắp nghỉ rồi. Hôm nay là 11 Tết rồi mọi người nhá. Gần 11 rồi. 23 là em mới nghỉ Tết mọi người ạ. Tiếp theo lên cho mọi người sale cho mọi người hai chiếc thắt lưng của thương hiệu Gucci nhá mọi người nhá. Hai thắt lưng này là hàng hãng, hàng si chính hãng. Mọi người có thể bao check trước khi nhận hàng. Bên em thì hiện tại đang có hai mẫu, dây thì đều màu đen hết. Nhưng mà mặt thì khác nhau nhá. Đôi này thắt lưng này thì đều mạ gọi là đồng nguyên khối. Mạ vàng nguyên khối, còn bên này thì là bằng đồng nhá. Đồng nguyên khối. Và cả hai thắt lưng thì đều là có hình logo của con rắn, là của hiệu Gucci nhá mọi người nhá. Mặt thắt lưng đằng sau thì là, nếu mà là thắt lưng chính hãng, nó đều có số series ở đây hết mọi người nhá. Gucci Made in Italy, và nó có thông số của thắt lưng ở đây. Và ở cái phần dưới của cái phần thắt lưng ấy, nó cũng có cái chữ Gucci đây mọi người nhá. Đấy, Gucci đằng sau đây, cả cái thắt lưng này nó cũng có thông số của thắt lưng hết, rất là rõ nhá. Made in Italy, sau có cái thông số ở bên dưới. Thì thắt lưng này hôm trước em bán cho khách là 750, mà khách vẫn mua, nhưng mà hiện tại là bên em đang còn dư có mỗi hai chiếc của thương hiệu Gucci này thôi. Hôm nay sale cho mọi người với giá là 650, có nghĩa là sale cho mọi người là 100 một chiếc thắt lưng. Em còn có hai chiếc thôi. Đấy, và thắt lưng này là muốn có cũng không có nữa mọi người nhá. Hàng si thì là nó sẽ không đụng hàng, với cả là không có chiếc thứ hai đâu. Chiếc bên này em cũng đang bán là 750, thì sale cho mọi người là 650 mọi người nhá. Sale cho 650. Bác nào lấy mẫu nào, mặt nào, màu nào thì có thể là liên hệ với cả em. Thì em sẽ chụp ảnh ở bên ngoài cho mọi người xem series nhá. Mọi người có thể check trước khi mà mua hàng. Đấy, bên em có hai màu này. Dây thì đều màu đen nhưng mà khác nhau mỗi cái mặt thôi. Mặt đen, mặt thắt lưng màu vàng với cả thắt lưng mặt màu đen thế thôi. Đấy nhá. 650 một chiếc thắt lưng ạ. Quá là rẻ luôn. Hàng hãng này người ta toàn bán mấy triệu thôi. Một chiếc thắt lưng này chồng em mua của hãng Louis Vuitton là rơi được khoảng 19 triệu một chiếc thắt lưng đấy mọi người ạ. 19 triệu một chiếc thắt lưng nhá. Hàng si này thích cái là mình sẽ không bao giờ bị đụng hàng. Tiếp theo nha, lên cho mọi người một chiếc một đôi giày. Đôi này có mã L23 size 41. Đây là bán cho mọi người với giá là 450 nhá. Chiều dài size là 260. Đôi này thì hiệu của Hàn thôi mọi người nhá. Đôi này thì đế hơi mòn một xíu ạ. Đế hơi mòn, siêu nhẹ. Dòng này siêu nhẹ và dòng này là dòng chạy bộ nhá. Dòng chạy bộ siêu nhẹ luôn. Đôi này thì mã L23 size 41, chiều dài size là 265.
bán cho mọi người với giá là 450 nha. Mọi người mua mã này thì cũng là mã cuối cùng nhá trong chương trình live hôm nay. Mọi người mua hàng nhà em thì chốt đơn inbox cho em qua số Zalo trên màn hình nhá, là 0987 785 608 ạ. Mình ưng mã nào mình chốt đơn thì mình chụp ảnh gửi cho em. Đấy, và em sẽ check tin nhắn. Và mọi người mua hàng thì sẽ chuyển khoản 100.000, nhận hàng thanh toán nốt ạ. Và bây giờ gần Tết rồi, em sẽ để mặc định ở chế độ là không cho xem hàng nhá mọi người nhá. Có nghĩa em để ở trên app thế thôi. Còn khi mà mọi người nhận hàng, mọi người muốn được kiểm tra hàng trước khi nhận, mọi người cứ báo bên shipper, gọi điện lại cho shop để cho kiểm tra hàng mọi người nhá. Tại vì bình thường nếu mà em để mặc định ấy là cho xem hàng ấy, là bên shipper người ta cũng sẽ tự bóc ra, mọi người hiểu không? Và bây giờ gần Tết rồi, người ta đánh cháo hàng các thứ rất nhiều, nhất là đối với cả hàng si, hàng hiệu này. Thế nên là tuyệt đối là em sẽ để chế độ là mặc định không cho xem hàng. Khách nào có nhu cầu xem hàng liên hệ lại với cả shop, shop sẽ báo luôn shipper là cho mọi người xem hàng tại chỗ, mọi người hiểu không? Đấy, thế nên là em xin phép là dừng video ở đây nhá. Mọi người xem video nhà em thì có gì alo cho em. Em xin phép dừng video. Em chào cả nhà mình ạ.